Xin chào cả nhà nha. Vào một sáng cuối tuần thì cả gia đình mình cùng nhau lê la cà phê tại quán Mơ Cà Phê ở địa chỉ là 132 xẹt 42 trên 42 đường Hùng Vương. Và khi mình đi thì từ Hùng Vương mình sẽ quẹo vào cái hẻm 54 của Hùng Vương á. Thì mình sẽ đi vào cái hẻm này và đi tới quán cà phê Mơ Cà Phê ha. Một quán cà phê với những cái góc thật là dễ thương và trang trí thật là xinh xắn. Đặc biệt ở trong quán cà phê này thì mình thích nhất đó là cái góc đồ gốm. Đó, đồ những cái vật dụng từ những cái ly, những cái tách, những cái chén, những cái dĩa rất là dễ thương. Và đặc biệt là mình rất là mê những cái món đồ gốm như thế này. Nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh ha, từ cái cốc, cái chén, cái dĩa, một cái ly, một cái ấm trà. Tất cả mình nhìn mình cảm thấy rất là mê luôn. Mình hay thích sưu tầm những cái đồ như thế này, cho nên khi mà vào cái quán này thì mình rất là mê. Và tại quán này thì người ta cũng có bán mang về ha. Mình có thể lựa chọn bất kỳ một cái món đồ gì mình thích, cái ly hay cái tách hay cái bình trà, một cái dĩa gì đó, thì mình hỏi chủ quán và mình mua ha. Người ta có bán lại đây luôn. Về phần nước uống, khi mình uống thì mình cảm thấy cũng pha rất là ok ha. Mọi người có thể tham khảo để đến cái quán này mình có thể hẹn hò được nhé.